Chào mừng các bạn quay trở lại với channel MasterChef Photoshop. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để tạo một cái link bio được gắn vào tài khoản TikTok để các bạn có thể chia sẻ những cái thông tin cá nhân cũng như là các liên kết với các trang mạng xã hội khác về tài khoản của mình để các bạn có thể bán hàng. Thì ở đây các bạn thấy như tài khoản TikTok của mình ở đây thì đây là một cái link gọi là link bio. Khi các bạn click vào thì nó sẽ dẫn các bạn tới một cái giống như cái fanpage ấy, thì nó sẽ có trang như thế này để chúng ta hướng người xem tới website của chúng ta hoặc là fanpage hoặc là số điện thoại để người ta liên hệ liên lạc với mình. Như đây thì các bạn click vào nó sẽ dẫn tới cái website của mình. Thì cái này mình sẽ tạo bằng cái Canva thì các bạn sẽ làm rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm sao tạo được cái link bio gắn vào tài khoản TikTok của các bạn. Thì đầu tiên các bạn phải có một cái đăng ký tài khoản Canva. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng không cần Canva Pro, các bạn dùng miễn phí là ok. Và ở đây các bạn có thể click vào cái trang mạng xã hội, các bạn có thể chọn cái bài đăng của tin Instagram hoặc là các bạn gõ tìm kiếm trực tiếp trên này luôn, các bạn gõ từ bio link thì ở đây nó sẽ ra rất là nhiều mẫu cho các bạn đó. Thì theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn chọn rồi để mình giả sử mình sẽ lấy một cái mẫu này để làm ví dụ cho các bạn thì các bạn click vào rồi các bạn chọn cái tùy chỉnh mẫu này. Thì đối với cái tài khoản miễn phí á, mình sẽ lưu ý một cái bạn một vấn đề, đó là khi các bạn lựa chọn thì các bạn né những cái nó có cái logo mà rò quá nha, thì các bạn sẽ dùng được, các bạn tải về các bạn dùng bình thường đó, ok rồi. Còn đối với tài khoản rò thì cái nào các bạn dùng cũng được. Ví dụ như đây thì ở đây các bạn thấy là những cái thông tin nó có sẵn đây, các bạn có thể tùy chỉnh màu sắc hoặc các bạn có thể tùy chỉnh theo cái form thay đổi cái mẫu cái tông chữ màu cũng được. Các bạn click vào đây nó sẽ tự động thay đổi cho các bạn nè, đó. Đó, cứ click vào đây thì các bạn theo thấy nó tự động nó thay đổi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái mẫu. Rồi, chẳng hạn mình sẽ chọn cái mẫu này đi. Thì tiếp theo các bạn sẽ thay đổi những cái tiêu đề, những cái này ở đây các bạn sửa lại. Ví dụ như đây thì mình sẽ chọn là bạn click vào các bạn sửa thôi. Thông tin của các bạn rồi cái nào không dùng thì các bạn có thể ở đây thì các bạn có thể sửa lại là các bạn muốn dùng cái gì đó thì các bạn sửa chữ lại. Các bạn có thể điều chỉnh cái kích thước chữ ha cho nó lớn lên. Các bạn có thể tùy chỉnh theo cái ý của các bạn rồi để mình làm cho khá cho nhanh ha. Thì xong thì chúng ta như đây thì các bạn chỉ cần chọn cái hình ảnh của các bạn thôi đó, các bạn muốn lấy cái hình ảnh nào của các bạn thì các bạn đưa vào. Rồi ví dụ mình sẽ chọn cái hình này ha, các bạn chỉ cần nắm thả lít vào và thả cái hình vào đây đó, để các bạn có thể canh chỉnh thì bạn lít đúp vào hình và các bạn chọn tự động nè, nó sẽ xây nó canh chỉnh lại cho ngay ha. Hoặc là các bạn muốn không thì các bạn quỷ thì nó sẽ trở lại như thế này. Rồi các bạn chọn vào sửa hình ảnh nè. Các bạn muốn chỉnh lớn kéo thì các bạn chỉnh ha. Các bạn có thể chọn sáng thông minh là nó sẽ rớp lại cho các bạn. Rồi như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ điền link. Ví dụ như là website. Các bạn gõ đây là Facebook. Hotline, liên hệ số điện thoại ha.
Rồi sau khi đó thì bây giờ các bạn sẽ chèn link vào. Nếu các bạn muốn thay đổi cái gì thì các bạn có thể thay đổi tông màu ở đây ha. Các bạn có thể click vào đây, các bạn thay đổi tông màu theo ý của các bạn. Bạn có thể chọn ra đi. Rồi chẳng hạn đó, các bạn muốn thay đổi các bạn click vào thay đổi thôi. Cái này các bạn muốn chỉnh sửa gì đó thì các bạn tự chỉnh sửa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn link. Nếu mà các bạn muốn ví dụ như cái này dẫn tới cái tài khoản TikTok của bạn thì các bạn chỉ cần add link nó vào. Các bạn chọn liên kết nè. Thì các bạn sẽ thêm cái liên kết của các bạn vào. Ví dụ như mình sẽ chọn cái liên kết ví dụ ở đây. Rồi các bạn click vào đây. Nó sẽ dẫn tới cái tài khoản cái TikTok của các bạn ha, ví dụ vậy. Rồi ở đây là website. Thì website ví dụ bây giờ các bạn chỉ cần click chuột phải, chọn liên kết. Rồi các bạn nhập cái link website của các bạn vào. Giờ mình lấy cái website này. Bạn nhập vào đây. Đó, nó đã có link ha. Rồi Facebook. Facebook của các bạn cũng chọn liên kết. Bạn lên vào Facebook của các bạn. Rồi các bạn vào Facebook của các bạn ha, các bạn chọn đây. Rồi số điện thoại thì các bạn sẽ chọn liên kết. Bạn gõ nhập số điện thoại vào. Ví dụ các bạn gõ là tổng 84 9 19 99 834. Hoặc các bạn có thể gõ là nhập số điện thoại luôn ha, 0919 2, ví dụ số điện thoại vậy. Các bạn vào đây. Rồi sau khi đã có link xong thì các bạn sẽ chọn cái phần chia sẻ. Sau các bạn sẽ chọn cái mục là khác nè. Các bạn chọn cái web, các bạn tìm cái trang web đây và các bạn chọn cái phần là cuộn. Rồi các bạn chọn mở trang web. Thì như vậy các bạn đã tạo xong một cái bay link bio rất là nhanh chóng. Và ở đây các bạn sẽ copy cái này, cái đường dẫn này nè. Chúng ta sẽ xài cái của Canva ha, cái máy chủ của Canva thay vì là cái website của các bạn ở trên website, thì bây giờ mình xài của Canva luôn. Rồi các bạn copy và các bạn sẽ rút gọn cái link của các bạn lại. Thì các bạn có thể dùng cái trang là rút gọn link miễn phí, đó là bơm.so ha, bơm.so này nè. Đó, các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn có thể chọn cái tùy chọn, ví dụ như các bạn muốn là cái tên của các bạn, cái biệt danh của các bạn muốn là cái gì á, rút gọn là cái phần sau á, nó sẽ ở đây nó sẽ có. Ví dụ như là mình sẽ đây là ở Masterchef BO. Thì các bạn chọn rút gọn nè. Đó, khi đó cái link của chúng ta rất là đẹp luôn á, các bạn thấy. Rồi, các bạn chỉ cần sao chép cái link này. Các bạn copy cái link này và các bạn vào tài khoản TikTok của các bạn á. Các bạn chọn vào hồ sơ, các bạn sửa hồ sơ thì các bạn sẽ vào cài đặt cái sửa hồ sơ thì các bạn sẽ thay được cái link của các bạn ha. Các bạn thay được cái link đó, các bạn gắn cái link vào thì các bạn trên điện thoại các bạn vào các bạn gắn ha. Đó, các bạn dán vào đây thì các bạn sẽ có cái link bio của các bạn. Và khi đó thì người xem, khán giả của các bạn, người xem thì theo dõi TikTok của các bạn thì người ta sẽ click vào và người ta sẽ đi tới cái trang này của các bạn ha, cái bay này, và là người ta sẽ click vào website, xem website của các bạn nè. Đó, là click vào thì nó sẽ vào website ha, Facebook của các bạn và nó sẽ vào. Rồi số điện thoại ví dụ như đây, gọi thì ở trên điện thoại ha, là nó nhắn thì nó sẽ ra số điện thoại các bạn. Số điện thoại thì các bạn có thể cài, như là mình phải gõ, nếu các bạn nó không được các bạn có thể gõ lại cái phần liên kết. Đó, số điện thoại là ở trên điện thoại các bạn mở thì nó sẽ ra ha. Thôi như vậy thì đó là xong đó, rất là nhanh chóng luôn. Rồi các bạn có thể tạo những cái bio khác đó, tạo tiếp theo các bạn có thể thêm những cái khác các bạn tạo ha. Các bạn chọn rồi thiết kế nè, nó sẽ ra cho các bạn mẫu.
nó rất là nhiều mẫu, nó các bạn tha hồ mà chỉnh sửa theo ý của các bạn. Rồi các bạn có thể tạo những cái, ví dụ như các bạn bán hàng có nhiều sản phẩm thì các bạn có thể để tạo một cái trang như vậy, các bạn để thông tin sản phẩm vào, thông tin sản phẩm mà người ta thích vào ha, tới cái đường dẫn, tới cái đường dẫn mà cái trang bán hàng của các bạn để người ta mua hàng. Thì trên đây là cách để cho các bạn tạo một cái link bio gắn vào tài khoản TikTok của các bạn một cách nhanh chóng với ứng dụng Canva miễn phí. Các bạn nếu thích video thì có thể cho mình xin một like, và nếu các bạn mới đến kênh của mình có thể đăng ký kênh và ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video tiếp theo.